mình ta chia sẻ nhau nhé em, để ta biết ta có yêu nhau không. Hùng hả? Đi không? Quang Linh hát tình ca gửi ai đó, Thùy Tiên không được nhắc tên, có biểu cảm không hòa bình. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Quang Linh Vlog xuất hiện hát hò bên cạnh những người bạn của mình. Vẫn là bài nhạc cũ, Quang Linh Vlog đã khiến ai nấy đều thích thú khi thể hiện ca khúc Giả Vờ Thương Anh Được Không. Trước đó, Quang Linh Vlog đã từng nhiều lần thể hiện ca khúc này trên livestream. Tần suất nam YouTube cover ca khúc này, đến nỗi dân mạng đều cho rằng có lẽ đây chính là bà ruột của anh chàng. Không những thế, cùng với những đồn thổi về chuyện tình cảm cùng Hoa hậu Thùy Tiên đã khiến cho ai nấy cũng đều nghi vấn rằng phải chăng anh chàng đã có chủ ý thể hiện ca khúc này để gửi tặng nàng hậu. Đồng thời, cư dân mạng cũng đã không ít lần réo tên Thùy Tiên bên dưới phần bình luận mỗi khi Quang Linh Vlog thể hiện ca khúc này. Thế nhưng ở màn cover này vẫn là bài nhạc cũ, thế nhưng nhìn xuống phần bình luận, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi cư dân mạng đã không còn nhắc đến tên Thùy Tiên, mà thay vào đó, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trầm trồ trước giọng ca ngọt ngào và tình cảm của Quang Linh Vlog. Theo đó, mặc dù anh chàng chỉ để hát để test loa, thế nhưng chất lượng trong giọng hát của Quang Linh vẫn rất mùi mẫn khiến anh ấy cũng trầm trồ. Chắc có lẽ những lần hát trước đó, dân mạng chỉ tập trung trêu ghẹo anh chàng cùng với Thùy Tiên, nên phải chăng đã quên chú ý đến giọng hát của nam YouTube gốc nghệ. Trước đó, Thùy Tiên đã từng chia sẻ cùng với Sao Star về mối quan hệ thật sự với chàng YouTube điển trai. Tiên nghĩ đó là một sự may mắn khi Tiên và anh Linh cùng chung một khung hình và tạo ra được một giống như là Tre Mét Tra trong phim, thì mọi người lại yêu thích việc đấy. Tiên cũng bất ngờ khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ và yêu thương như vậy. Tiên cũng xin đính chính là mình và anh Linh hiện đang là bạn tốt. Tiên và anh Linh chỉ là những người bạn. Việc được ghép đôi với Quang Linh cũng khiến cuộc sống tôi ít nhiều bị ảnh hưởng, vì mọi người bắt đầu để tâm vào các câu chuyện, các mối quan hệ nhiều hơn. Về phần Thùy Tiên, bước ra từ cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh Miss Grand International, Thùy Tiên đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Không chỉ ngưỡng mộ bởi nhan sắc trong veo, hình thể chuẩn chỉnh cùng tấm lòng nhân ái, Thùy Tiên còn khiến người hâm mộ dở khóc dở cười khi thể hiện hàng loạt các biểu cảm khó đỡ, những lúc hóng chuyện. Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip do ekip của nàng hậu quay lại khoảnh khắc cô mãi mê hóng chuyện, kèm theo đó là dòng trạng thái không có nhiều chuyện nha, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể trong đoạn clip, Thùy Tiên vừa ăn trái cây vừa tích cực ngó nghiêng xung quanh để hóng chuyện, không hổ danh là thánh mem trên mạng xã hội. Người đẹp Sa Thành đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trưng ra 101 biểu cảm khiến người xem được phen cười ngã ngửa. Đáng chú ý, mặc dù mãi mê nhiều chuyện, nhưng người đẹp 9X vẫn không quên cầm trái cây ăn liên tục. Không chỉ vậy, dường như những câu chuyện được đẩy lên cao trào, liền thấy Thùy Tiên tập trung đến cao độ, chú ý hóng chuyện đến mức quên cả nhai. Dù đoạn clip chỉ vừa đăng tải trong ít phút, nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã không quên để lại bất lực đến cạn lời đối với sở thích hóng hớt của nàng hậu này. Đừng hóng hớt trố mắt nhiều, mặt kiểu căng ghê, không biết chuyện gì mà ráng hóng. Đã đẹp rồi còn cá nhiều chuyện nữa, rồi hoa hậu hòa bình dữ chưa? Được biết ở thời điểm hiện tại, dù đang rất bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng Thùy Tiên vẫn dành cho mình một khoảng thời gian riêng để có thể thực hiện những chuyến đi thiện nguyện, mang tình thương đến các hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu vùng xa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.